Chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Bản tin hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn nhiều thông tin đáng chú ý. Bộ Y tế vừa có công điện đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiến độ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Với đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho những trẻ đủ điều kiện tiêm chủng, đảm bảo an toàn hiệu quả. Cả hai nhóm đối tượng này cần đảm bảo hoàn thành trong quý 2 năm 2022, theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngoài tăng cường truyền thông về chiến dịch tiêm chủng vaccine, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm, vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Sử dụng cỏ dại ngâm ủ trong vuông tạo thức ăn tự nhiên giúp cho tôm nuôi phát triển và thu hoạch đạt năng suất khá cao. Đây là cách làm của hộ ông Biện Thanh Hùng ở ấp Bùng Binh, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước. Mới đây, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cái Nước đã tổ chức hội thảo đầu bờ để bà con nông dân tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng cách làm này. Từ năm 2021, ông Biện Thanh Hùng đã tận dụng cỏ dại ngâm ủ trong vuông tôm kết hợp với sử dụng chế phẩm sinh học định kỳ, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm nuôi quảng canh cải tiến hai giai đoạn. Cách làm này được thực hiện đến nay cho hiệu quả rất cao. Với 2,5 hectare đất sản xuất, trong năm, gia đình chỉ đầu tư tương đương 20 triệu đồng mua tôm, cua giống và chế phẩm sinh học xử lý định kỳ. Nguồn thức ăn tự nhiên giúp tôm cua phát triển tốt. Sau khi trừ chi phí, gia đình có lãi trên 130 triệu đồng một năm. Tôi nuôi thành công thì tôi rút ra kinh nghiệm. Thứ nhất, đi vào cái quy trình mà cỏ khô đưa xuống chảng đó, thì nói chung là tạo màu nước nó như màu nước trà mình vậy đó. Cái rất đẹp, thuận tiện cho tôm phát triển lớn. Qua cái hội thảo đầu bờ nhân rộng mô hình quảng canh cải tiến, tham quan là thấy thực tế dở lú, thấy con tôm rồi thêm đó là có con cua, thấy con bê hiệu quả rất cao. Địa phương vận động các ngành đoàn thể nhân rộng là cái mô hình này đối với địa bàn ấp và địa bê. Khuyến cáo bà con là cái cách đó là chúng ta đưa vào để tạo cái điều kiện cho những cái sinh vật phù du phát triển trong vuông nuôi và những cái động vật đái nó cũng phát triển theo. Tại vì những cái loại đó khi nó phân hủy á, nó tạo điều kiện cho những cái đối tượng nó phát triển. Mà khi đó những đối tượng nó phát triển á, thì thức ăn tự nhiên nó rất là nhiều. Và ăn tôm nó nhanh lớn, hiệu quả mang lại rất là cao. Hiện nay một số bờ bao vuông tôm không có cỏ dại, bà con nông dân huyện Cái Nước tìm mua rơm cuộn lại và ngâm ủ trong vuông tôm thay thế cỏ dại tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm nuôi. Đây được xem giải pháp giúp môi trường sinh thái trong vuông tôm ổn định, tạo được nguồn thức ăn tự nhiên, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần giúp cho mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến hai giai đoạn ở huyện Cái Nước tiếp tục phát triển bền vững. Sản phẩm dưa bồn bồn ở huyện Cái Nước khá nổi tiếng, hiện là sản phẩm ô cốp 3 sao được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên hiện nay dùng nguyên liệu lại không đáp ứng được nhu cầu. Bồn bồn tươi đang khan hàng, giá bán tăng cao. Nếu như trước đây, tuyến quốc lộ 1 thuộc địa bàn ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông có rất nhiều hộ dân thu hoạch và bán bồn bồn tươi ven đường, thì nay số lượng rất hạn chế do sức tiêu thụ trên thị trường tăng cao, dùng trong bồn bồn nguyên liệu nơi đây không đáp ứng nhu cầu thường xuyên. Hiện sản phẩm bồn bồn tươi bán lẻ cho người tiêu dùng 35.000 đồng trên một ký, tăng 5.000 đồng trên một ký so với thời điểm đầu năm. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu chế biến sản phẩm dưa bồn bồn ô cốp 3 sao và sản phẩm bồn bồn hút chân không cung ứng cho thị trường, các chủ thể sản phẩm dưa bồn bồn ô cốp mong muốn chính quyền và ngành chức năng quy hoạch mở rộng diện tích trồng bồn bồn nguyên liệu ở địa phương. Tận dụng đất trống dọc theo các tuyến đường và diện tích bờ bao vuông tôm để trồng bắp, cách làm này đã giúp cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển tăng thu nhập. Phần lớn người dân lựa chọn giống bắp nếp, bắp Mỹ dễ chăm sóc, chi phí thấp và giá cả ổn định. Hiện giá bắp dao động từ 45 đến 50 ngàn đồng một chục. Bắp được trồng tại địa phương có vị ngọt, thơm và dẻo, hạt đều, trái to, rất được khách hàng ưa chuộng. Năm nay thời tiết thuận lợi nên bắp ít bị sâu hại.
năng suất đạt cao, mang lại lợi nhuận cho các hộ nông dân. Giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều trong ngày hôm qua khi giá lúa tăng, giá gạo giảm nhẹ. Cụ thể, tại An Giang, giá lúa tươi OM18 được thương lái mua tại ruộng với mức giá từ 5.800 đến 5.900 đồng một ký, tăng 100 đồng một ký. Đài Thơm 8 từ 5.700 đến 5.850 đồng một ký. Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu thành phẩm giảm nhẹ với mức giảm 50 đến 100 đồng một ký. Theo các thương lái, lượng gạo nguyên liệu dễ ít, chất lượng gạo xấu, các kho mua ổn định, nhu cầu mua phụ phẩm vẫn nhiều. Liên quan đến vụ một cán bộ công an tỉnh An Giang bị nhóm thanh niên đánh trọng thương, hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tân Châu tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về tội cố ý gây thương tích. 4 đối tượng bị bắt tạm giam gồm Lê Ngọc Tính, sinh năm 1992, Hồ Thành Quý, sinh năm 1988, Lương Tân Em, sinh năm 1994 và Nguyễn Ngọc Cẩn, sinh năm 1983, cùng trú xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tối ngày 14 tháng 5, Lê Ngọc Tính điều khiển xe mô tô đến khu vực bờ kè thuộc ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thì nhìn thấy anh Nguyễn Đăng Khoa, cán bộ công an tỉnh An Giang, điều khiển xe mô tô đi theo chiều ngược lại. Tính cho rằng anh Khoa chạy xe lấn làn đường, nên sau khi qua mặt, Tính quay đầu xe lại, đuổi theo và cướp đầu xe anh Khoa. Thấy vậy, anh Khoa điện thoại báo công an xã đến giải quyết vụ việc. Cùng lúc này, Tính gọi điện quy động một nhóm thanh niên chạy đến hiện trường dây đánh anh Khoa. Mặc dù anh Khoa đã bỏ chạy, nhưng các đối tượng vẫn đuổi theo và dùng hung khí tiếp tục đánh anh Khoa, gây thương tích nặng rồi bỏ chạy. Anh Khoa được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, đồng thời cơ quan công an kêu gọi các đối tượng có liên quan còn lại nhanh chóng đến cơ quan điều tra đầu thú để hưởng được sự khoan hồng của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, chuyện bỏ học gia truyền con nối ở cửa biển Giá Lồng Đèn, xã Tân Tiến, huyện Đầm Chơi đã từng được chúng tôi chia sẻ. Mặc dù đã có sự đồng hành hỗ trợ bước đầu của một số đơn vị, nhưng khó khăn cứ đeo bám khiến con chữ của những đứa trẻ tại cửa biển cũng nổi chìm chan dở. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi kể tiếp trong bản tin sáng nay, với mong muốn sẽ có giải pháp căn cơ để con đường đến trường của trẻ em ở cửa biển Giá Lồng Đèn không còn cách trở như điều kiện đi lại ở nơi này. Con 13 tuổi, con đi học cũng 2-3 năm rồi, giờ con về con làm biển đó cha. Cũng ước mơ cũng học tới đó, top 9, top 10 mà thấy cha mẹ nghèo khó quá rồi mới nghĩ về làm. Mấy bạn ở dài đằng này cũng nghèo khó, cũng đi làm, giờ cũng nghỉ học. Có một bữa là mưa mà sóng mà em, có em với anh em mà đi cái vỏ mà sóng tưởng chết ra ngoài. Mưa rồi sóng không thấy ai hết, rồi gió nó thổi ra khơi luôn. Rồi lúc đó rồi hai anh em giật máy chạy từ từ vô. Nguyễn Quốc Nhật cũng bằng tuổi và nghỉ học cùng năm với Chí Khang. Cả hai là đồng nghiệp trên biển từ khi 13 tuổi. Ngày đó thì ước được mà học nghề điện tử, nhưng giờ thì làm biển, nói nghiệp cha ông. Áp lực tiền bạc cấp số nhân qua mỗi năm học, lỡ chuyện học lũ trẻ bám biển dai hơn, còn người lớn thì nuối tiếc vì ngoài nghề biển, bỏ học cũng là chuyện cha truyền con nối tại đây. Buồn lắm chứ. Khi mình biết mình không biết chữ, tính toán không bằng người ta, thấy là mình thấy con cái mình nghĩ mình cũng buồn lắm. Mà con cánh con nó thấy cha mẹ vậy rồi nó không có muốn học nữa, nó thấy cái điều kiện gì mà cha mẹ lo cho con cái khiến vất vả vậy đó. Mình nói nó xin nghỉ học. Đó là câu chuyện mà chúng tôi đã từng chia sẻ. Khi dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng, việc học lại càng trắc trở hơn đối với những đứa trẻ ở cửa biển Giá Lồng Đèn. Tiếp bước những người anh ở sớm, năm học này Lâm Hải Duyên cũng nghỉ học. Chưa kịp vào lớp 5, ước mơ của em phải dừng lại và được đổi bằng những ngày vào rừng bắt ốc,
bắt chủ ụ kiếm tiền phụ giúp gia đình. Con chưa học được ngày nào. Sao vậy? Con nhà con đi mặn. Mặn gì? Dạ con đặt chủ với bắt ốc. Con mơ ước là cho con đi học lại. Nói chung là cuộc sống này cũng hơi khó khăn đó. Cháu đi học thì nó cũng liệu không nổi. Cái này là giá đỡ được. Lớn tuổi rồi, già rồi. Những cháu nó ở nhà nông hỉ nó cũng giúp được việc nhà tỉnh như vậy đó. Vô câu vô kéo rồi phụ thêm những tâm cũng muốn cho con mình để được học để đến trường như con ta. Nhưng mà vì hoàn cảnh nó khó khăn đó. Thời điểm học trực tuyến, chị Võ Kim Chi cũng đã cố gắng sắm cho con mình một thiết bị phát sóng để học tập. Không may là chỗ nhiều sóng di động nhất của gia đình lại ở khu vực nhà vệ sinh. Học được vài bữa, con của chị cũng nghĩ vì điều kiện không cho phép. Khó khăn nhiều, nói chung là nhiều dữ lắm. Mà ăn tôm tép đắt đai, mà tôm cua đồ bán buôn đồ cũng không được. Khó khăn. Mấy nhà học trực tuyến ở nhà thì sao? Dạ, em bảo ngoài này nó không có sóng gió, em đâu có cho học trực tuyến được đâu. Mắc phải bắt buộc phải mua cục wifi rồi cũng học khó khăn quá rồi em cho nó biết. Dạ, đồ năm nay là nói hồi vô đậu học là tính đâu rước mà cuối cùng ít học sinh quá cũng không rước luôn. Rồi bắt buộc cha mẹ phải đưa, và cha nó phải đi bằng biển, bằng bọng này đâu có đưa được đâu anh. Khó khăn là cũng như là cái đồ mà không rước á, thì con cháu đây, học sinh á, mà đi cho học sinh là mình rất đi rất khó khăn. Đồ đi ít người, ít đứa cháu á, là không rước. Là cho nên cháu nhà này nó ngưng một thời gian. Cũng có những gia đình cố gắng gấp bội để con được đến trường. Thời điểm phải học trực tuyến, gia đình chị Phạm Bích Xuyên đã lắp thiết bị phát wifi hơn 1,7 triệu đồng, nhưng vẫn không sử dụng được do tín hiệu chập chờn. Chị chọn giải pháp gửi con ở nhà nội để tiếp tục việc học. Tuy gần hơn cửa biển, nhưng tiền đò mỗi tháng vẫn phải chi khoảng 600.000 đồng, được gia đình dè sẻn từ nguồn thu nhập ít ỏi của việc mò sò bắt ốc, khi có khi không. Biết có hai ba đứa đó. Là đứa nào nghỉ? Thái Yên nè. Với Khánh Ba, Khải Minh nè. Khánh Châu, Ngọc Châu. Nghỉ hết rồi hả? Nghỉ hết. Nó đi bắt ốc, nó đi đặt chù ụ gì nhóc hết trơn. Cho nó học chứ làm sao giờ, không lẽ bỏ. Tới năm tới nếu như bỏ một năm thì tội nghiệp nó nữa. Hết một năm rồi. Dịch bệnh COVID-19 không học được, những đứa trẻ ở cửa biển Giá Lồng Đèn lại chọn vào rừng, ra biển kiếm tiền. Trên lối mòn mưu sinh đó, nhiều em rời ghế nhà trường khi chưa hết cấp 1. Càng học lên cao, đường đến trường của các em càng xa, càng cách trở. Câu chuyện gian dở học hành đã tồn tại nhiều năm khiến chúng tôi trăn trở. Làm sao để những đứa trẻ nơi đây an tâm nuôi dưỡng ước mơ được đến trường? Câu hỏi vừa rồi chúng tôi xin được gửi đến chính quyền địa phương và các ngành chức năng liên quan. Chúng tôi luôn hy vọng tất cả trẻ em ở cửa biển Giá Lồng Đèn sẽ được đến trường để có một tương lai tươi sáng hơn cha mẹ, ông bà của chúng. Đến đây thì bản tin Chuyển động ngày mới hôm nay xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 6 giờ sáng mai.